Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm Adopt nhận được 168 đồng token Bego Swap. Một số thông tin về đồng token này: số tổng phung phát hành là 28 triệu nhé, đã có 925 tài khoản holder và đã phát sinh 2.234 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào website clam.adopt.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem xét contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract như ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví trước đây lắc của các bạn nhé. Các bạn thêm biểu chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu token Bego giữa tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được biểu chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.adopt.net. Truy cập từ bước 2. Link rút gọn này, các bạn nhấp vào link rút gọn này giúp mình nhé. Rồi, nó mở ra web để mình làm. Thì trình Adrop nó sẽ kết thúc ở bài 1 này đó. Các bạn nhấp vào đây cho mình Adrop. Rồi, ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra để không phải nguyên tắc nhất là 0.05 BNB mua cái đồng token này không phải tích chữ lâu dài nhé. Các bạn làm các bạn nhấp vào phần này cho mình. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối với ví nhé. Khi ra là 0.000553 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch Adrop đang là xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.adrop.net để cập nhật những dự án đến khi phần thưởng token mới nhất trên trang mạng Binance.com nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 168 đồng token Bego. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.